Hướng dẫy Sapa xin chào các bạn. Hôm nay Hướng sẽ dẫn các bạn đến thăm một cái vườn mận ở trên sâu chua của nhà ông bà mình. Rất là đẹp và rất là nhiều quả. Ở trên đấy có rất là nhiều loại mận này, mận khổng lồ Sapa này, mận hậu này, mận máu chó này, nhiều lắm. Có cả lê và đào nữa nhé. Xong bọn mình cùng đi khám phá nha. Đây là đường đi này. Hôm nay Hướng sẽ dẫn mọi người đi qua đường hang đá. Ở trên này mình có thể ngắm toàn cảnh thung lũng Mường Hoa, rất là đẹp, vừa có thể săn mây này, săn hoàng hôn, lại còn chụp ảnh chiêu chiêu. Đây là một trong những clip rất thú vị giới thiệu về Sapa, được đẩy lên từ giữa tháng 6 năm 2021. Clip đã thu hút tới 127.423 lượt share và có tới 2,5 nghìn lượt like. Cộng đồng yêu thích du lịch và những người quan tâm muốn tìm hiểu về Sapa đều rất thích thú với kênh YouTube của cô gái dân tộc Dáy Vũ Thị Ngọc Hướng. xúc động mận đây các bạn ơi, đây này, một tay một quả này, đây to chưa, ôi ngon cực kỳ luôn. Bên này bên cây bên này đây, ôi này mận đấy nha, không phải đào đâu, mận đấy, ngon lắm. Ui quả to chưa này, ui trời ơi, mấy quả để chín hết rồi đây này, ui ăn ngon lắm luôn này. Ui nhìn bà cầm kìa, thế thì dưới đấy. Mận này, ui quanh nó. Nó chịu cành đến nỗi phải lấy cái cây để chống này. Đây, nhìn này. 588 bình luận bày tỏ những tình cảm yêu quý và khâm phục cô gái trẻ. Đi du lịch mà được bạn ấy làm hướng dẫn viên du lịch thì bao vui luôn ấy, chắc không muốn về luôn. Mận vườn nhà bà em Hướng tuyệt quá, phong cảnh đẹp hữu tình, giọng em Hướng trong trẻo, tươi vui tự nhiên. Chúc em thành công trong cuộc sống. Thật sự rất mến mộ bạn gái, vì những video bạn mang đến với mọi người đều rất ý nghĩa và bổ ích cho cuộc sống này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được trải qua một cái chuyến du lịch ngắn đến với Sapa thông qua clip, một hình thức mà bây giờ chúng ta có thể gọi là du lịch online, thông qua phần hướng dẫn giới thiệu của một cô hướng dẫn viên rất là xinh xắn dễ thương, người dân tộc Dáy. Và phải thú nhận là khi xem những hình ảnh vừa rồi thì Hồng Minh không thể ngăn được những sự kích thích của vị giác, nhất là khi mà nhìn cô gái ấy ngắt trái mận to, căng, mọng, tươi và tưởng tượng rằng khi mình được cắn vào trái mận đó, cảm nhận cái vị chua chua ngọt ngọt, thực sự là rất là tuyệt vời. Và như quý vị đã biết là clip này đã thu hút được hơn 120.000 lượt xem, tạo ra một điểm sáng trong du lịch online và nhất là trong thời kỳ giãn cách Covid này. Dường như mở cho chúng ta một cái giải pháp là chúng ta vẫn có thể trải nghiệm rất nhiều cảnh sắc ở khắp mọi nơi mà không nhất thiết là cần phải di chuyển. Chúng ta đã được làm quen với người dẫn chương trình này, người hướng dẫn du lịch rất là dễ thương trong clip vừa rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thì cô gái ấy đã có mặt tại trường quay của Phụ Nữ Là Để Yêu Thương. Xin được giới thiệu bạn Vũ Thị Ngọc Hướng. Em xin chào chị Minh, em xin chào quý vị khán giả. Chị cũng ấn tượng với những clip mà em làm để giới thiệu về những cái điều rất đặc biệt, rất thú vị ở Sapa. Không biết là những cái ngày đầu làm clip của em có gặp nhiều khó khăn không? Vào những cái ngày đầu mà em làm clip thì em cũng gặp khá là nhiều khó khăn, bởi vì là giai đoạn đầu thì em là người tự quay, tự làm và tự chỉnh sửa luôn để giúp cho mọi người có thể có những cái đoạn clip thú vị ấy. Tuy nhiên thì về sau cũng có sự hỗ trợ của các bạn nên là cái quá trình đó cũng đã hoàn thiện hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Hướng biết không, một người dẫn chương trình truyền hình ấy, để mà lên hình thì ngoài việc có năng khiếu cũng phải mất rất là nhiều thời gian để luyện tập này, phải học này, phải rèn chiếc ống kính. Và cái công việc của em thì cũng tương tự như vậy thôi, mình cũng phải đứng trước ống kính, mình cũng phải nói, mình tương tác đối với khán giả thông qua video. Em có thể chia sẻ với chị một chút về cái quá trình là em đã tập luyện như thế nào để có thể tự tin và tương tác tốt như vậy trước ống kính không? Thật ra em thì không có luyện tập hay là có kỹ thuật gì, kỹ năng gì nhiều đâu chị ạ. Mà là trong cái video của em đều là những cái khoảnh khắc thật của em, tức là có một số cái chuyến đi mà em sẽ đi trải nghiệm thực tế và em sẽ nhờ các bạn hoặc là em sẽ tự quay lại những cái khoảnh khắc thực đó và em sẽ lồng ghép lại với nhau, thì em sẽ là thể hiện cái cảm xúc thật của mình để khiến cho mọi người cảm thấy rất là dễ hiểu và sẽ dễ đi vào lòng hơn thôi ạ. Chứ còn em cũng không có kinh nghiệm gì trong việc
luyện tập để dẫn trong các chương trình. Thế thì chị biết rồi, em là một cô gái là có năng khiếu bẩm sinh rồi. Chứ còn đứng trước ống kính mà có thể là đúng với cảm xúc thật của mình như thế, ngay lập tức làm luôn, thì thực sự đấy là cái điều mà bất cứ ai khi muốn trở thành người dẫn truyền hình đều vươn tới, việc là có thể truyền tải được cái cảm xúc rất là thật của mình như vậy. Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn biết Hướng đang đứng ở đâu, Hướng đang đứng ở bản Ý Linh Hồ của Sapa. Và hiện tại thì mùa lúa Sapa bắt đầu chín rồi các bạn ạ. Người dân thì đang thu hoạch khá là nhiều. Vậy nên là tuần này Hướng sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm mùa lúa chín ở Sapa, xem cách của người dân ở Sapa thu hoạch như thế nào ở trên ruộng bậc thang nha. Hướng Giấy Sapa xin chào các bạn. Các bạn đã được ăn bánh mì chấm với cả mứt mận chưa? Từ khi mà còn rất là nhỏ, ở trong gia đình thì mọi người thường hay kể cho em nghe những cái câu chuyện cổ của người Giấy, xong rồi có những câu đố cùng nhau ấy, thì cảm thấy rất là thú vị. Và về sau thì em cũng muốn là du khách khi mà đi Sapa thì mọi người có những cái góc nhìn khác về cái văn hóa của người bản địa, là vẫn còn rất là nhiều nét đậm đà bản sắc văn hóa, và cũng giúp cho mọi người sẽ có những cái trải nghiệm sâu hơn và thú vị hơn khi mà đến Sapa. Vậy nên là em mới quyết định là làm cái kênh YouTube đó và tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm. Chị cực kỳ ấn tượng với trang phục mà em lựa chọn cho buổi gặp ngày hôm nay đấy. Em cảm ơn chị. Thì trước khi mà tham gia cái chương trình ngày hôm nay thì em cũng đắn đo xem là mình sẽ mặc cái bộ trang phục nào để lên chương trình. Và cuối cùng là em đã lựa chọn cái bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Giấy, là dân tộc của em. Em rất là tự hào về cái bộ trang phục này, khi mà có thể đem đến cho mọi người biết đến thêm một cái nhóm dân tộc thiểu số nữa ở Việt Nam, và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về những cái nét đẹp của Sapa. Theo như chị biết thì ở Sapa mọi người sẽ biết đến dân tộc Mông, dân tộc Giao nhiều hơn đúng không? Dạ, còn đối với người Giấy thì chiếm một cái số lượng nó rất là ít. Khi bắt tay vào việc là tìm cách để quảng bá, giới thiệu với mọi người về văn hóa của dân tộc Giấy, em có lo lắng rằng là nó không đủ sức thuyết phục, đủ sức hấp dẫn không, khi mà nó không thực sự là chiếm đa số ở đó? Đúng là mọi người cũng ít biết đến dân tộc Giấy thật. Nhờ có lẽ là về sau cũng nhờ may mắn nên là mọi người lại cũng cảm thấy rất là thú vị đối với những cái hoạt động mà em tổ chức. Nên là cũng càng nhiều người ủng hộ hơn. Và em cũng quen biết và cũng kết nối được một số anh chị. Các anh chị cũng làm truyền thông thì mọi người cũng hỗ trợ rất là nhiều, nên là cũng giúp cho mọi người biết đến dân tộc Giấy cũng như là văn hóa của Sapa nhiều hơn ấy ạ. Ai là những khán giả đầu tiên được xem clip đầu tiên của em giới thiệu về Sapa? Những cái clip giới thiệu về Sapa có lẽ là những người bạn cùng học hồi đại học, là mọi người được xem đầu tiên. Khi xem thì họ nói gì? Em cũng không nhớ nữa, tại vì là cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà mọi người thì cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà, bởi vì là cái cách làm, ban đầu là em làm kiểu video dạng khá là thư giãn. Mọi người cảm thấy rất là nhẹ nhàng và nó sẽ đi từ từ vào cái cảm nhận của mọi người ấy. Đó, vậy nên là em thấy mọi người cũng thấy hứng thú và mọi người động viên là làm tiếp đi. Và bây giờ thì em cũng thấy cái định hướng của làm khi mà mình làm video clip này phù hợp á, là em chọn làm có cả tiếng nói của mình nữa, dẫn dắt của mình nữa, để cho mọi người sẽ hiểu rõ hơn, sâu hơn khi mà xem video, thay vì chỉ xem mỗi hình ảnh để có thể từ từ cảm nhận. Rất là tuyệt vời, và chị nghĩ là những cái điều em đang làm nó có ý nghĩa với em, có ý nghĩa với cộng đồng, khi mà em có thể có được cái sự mạnh mẽ, sự chủ động để thực hiện cho những cái ước mơ, những cái dự định và dự án của mình. Còn đối với quý vị khán giả thì Hồng Minh nghĩ là bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng xem một clip để tìm hiểu kỹ hơn là bạn Hướng cũng như những cái người đồng hành của mình đã làm những clip như thế nào. Trong Sapa Local thì mình đảm nhiệm nhiệm vụ đó là tạo form, gửi link đăng ký, gửi mail đến cho khách hàng và cũng như là bán các sản phẩm địa phương. Mình tên là Mã Thị Si, mình năm nay 21 tuổi, mình là người dân tộc Mông Đen ở Sapa. Mình sinh ra và lớn lên ở thôn Lao Trải Sang 1, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Mình bắt đầu tham gia vào nhóm Sapa Local vào đầu tháng 8 năm 2021. Công việc của mình trong nhóm là quay dựng video và chụp ảnh, cũng như là hỗ trợ chị Hướng tổ chức các tour thực tế và tour online. Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Sùng Thị Trư. Mình bắt đầu làm việc với chị Hướng từ tháng 8 năm 2021 đến tận bây giờ. Và hiện tại thì mình đang là hướng dẫn viên trong nhóm Sapa Local.
Mình cảm thấy khi mà tham gia nhóm Sapa Local mình thấy rất là vui, rất là ý nghĩa và bản thân mình học được rất là nhiều. Tại thì em đang có một nhóm các bạn đều là người dân tộc thiểu số và rất là trẻ ở Sapa. Và các bạn ấy đều là những bạn trẻ rất là nhiệt huyết và yêu thích văn hóa. Mỗi bạn thì sẽ có một cái điểm mạnh khác nhau khi mà tham gia cái hoạt động đó. Có bạn thì sẽ là chịu trách nhiệm là quay chụp này ở vùng cao. Nên là bọn em tổ chức cái tour đó thì máy điện thoại sẽ bị nóng và dễ bị sập nguồn khi mà bọn em đang trong quá trình dẫn khách. Rồi là cũng có kiểu đi bộ thì bị nóng quá, rồi rất là mệt. Và nhưng mà mọi người thì vẫn luôn vui vẻ và cùng nhau vượt qua cái thời gian đó. Và buổi tối thì mọi người lại ngồi lại với nhau và trò chuyện vui vẻ, cũng rất là thú vị. Rồi có những tour khác thì bọn em sẽ cùng nhau đi đến tận từng bản và cùng nhau đi trekking leo núi để có thể khảo sát thực địa trước khi mà bọn em tổ chức cái tour đó. Và mọi người cũng mệt nhưng mà mọi người vẫn rất là vui. Và bây giờ mọi việc cũng thuận lợi này. Những cái clip của các em thì rất là nhiều lượt xem, những tour du lịch online cũng đã có sự thu hút. Nhưng mà chắc hẳn những lúc khởi đầu, như người ta vẫn nói, vạn sự khởi đầu nan đúng không? Dạ vâng. Bây giờ là lúc chị muốn Hướng chia sẻ những ngày đầu khi em bắt đầu mở những cái tour du lịch online. Em bắt đầu tổ chức các tour du lịch trải nghiệm online này vào đầu tháng 7 năm 2021, là khi có dịch Covid và du khách không thể đi du lịch Sapa nữa. Và em đã được một người bạn là động viên là: anh có thấy một bạn ở Hà Nội làm du lịch online, em thử tổ chức các tour đấy ở Sapa xem như thế nào. Thế là hai ngày sau là em quyết định tổ chức tour đầu tiên. Và em đăng lên thử thì ôi may mắn quá, có 5 anh chị đã đăng ký tham gia cái tour đầu tiên của em. Cái tour đầu tiên thì cũng khá là lo lắng. Và em cũng mất 2 ngày trước khi mà em tổ chức cái tour đó là em sẽ lên nội dung này, xong rồi bàn với cả một bạn ở trong đội nữa, xong bắt đầu suy nghĩ xem là sẽ dẫn cho mọi người thế nào, đi đến địa điểm nào. Và cuối cùng là bọn em quyết định tổ chức cái tour đó là trekking qua ruộng bậc thang để đến bản người Mông ở Lao Chải khám phá văn hóa. Nhưng mà cái tour đấy đến đúng cái hôm chủ nhật là cái thời gian tổ chức tour thì lại trời mưa. Thế là bọn em phải hoãn cái tour đó, bởi vì nếu trekking thì bọn em phải đi bộ ngoài đường, đi bộ qua ruộng bậc thang. Nhưng mà hôm đấy là mưa, thế là em phải chuyển vào trong nhà. Thế là... Ủa, em vẫn trekking dưới trời mưa được mà? Dạ, bởi vì là có cầm các trang thiết bị điện tử nên là không thể đi ra mưa được ạ. Em có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị khi mà quay ngược bánh xe lại như vậy? Buổi sáng 6 giờ dậy thì 8 giờ tổ chức là có 2 tiếng ạ. Đáng lẽ ra cái tour đầu tiên của em sẽ là một tour rực rỡ trekking ruộng bậc thang ở bên ngoài đúng không? Dạ đúng rồi. Với nắng đẹp, trời trong và những cái ruộng bậc thang màu tươi rực rỡ lên. Đúng rồi ạ. Cuối cùng đi vào trong nhà. Chị nghĩ là đối với khách du lịch của em, đấy là cả một sự hụt hẫng. Thì không biết là khi chuyển vào trong nhà em đã có những cái hoạt động gì để có thể làm họ up lên tinh thần, lại cảm thấy hào hứng và ủng hộ với em. Đầu tiên nhất là em vẫn cười. Em cười, lúc nào cũng sẽ cười và sẽ dùng hết năng lượng của mình để kể ra những cái câu chuyện mà khác biệt ở Sapa, khác biệt về văn hóa ở Sapa, để thấy những cái câu chuyện mà các anh chị chưa từng được nghe ở đâu cả, khi đi du lịch Sapa cũng chưa từng được biết đến. Và em cũng có chuẩn bị một số bức ảnh, một số video ngắn ngắn để mọi người có thể xem cho đỡ chán hơn vì là không thể đi ra ngoài được. Và em cũng chọn một cái góc mà vẫn có thể ngắm được cái cảnh ruộng bậc thang để mà các anh chị vẫn đỡ cảm thấy nuối tiếc khi mà không được đi ra ngoài đi bộ qua những cái thửa ruộng đó ạ. Đấy là tour đầu tiên đúng không nào? Em có tới 5 khách, và khi đảo tour như vậy có ai bỏ tour không? Dạ không, các anh chị vẫn tham gia từ đầu đến cuối. Cái tour đầu tiên em tổ chức khá là dài. Em tổ chức là gần 3 tiếng. Ủa? Gần 3 tiếng mà đấy chỉ là phương án backup mà em làm gì? Dạ. Em kéo được nội dung tới gần 3 tiếng vậy? Em có chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề về du lịch Sapa và những câu chuyện về văn hóa. Và các anh chị nghe thì càng nghe càng cuốn hút. Và em sẽ tăng sự tương tác giữa các anh chị với cả em bằng cách đặt thật là nhiều câu hỏi. Và mọi người cũng sẽ thấy kiểu thắc mắc thì gì là cũng sẽ đặt câu hỏi cho em luôn. Thì mọi người có nhiều chuyện để nói. Và mình sẽ không có cảm giác như kiểu mình đang nghe thuyết trình, mà sẽ là cảm giác hai người bạn trò chuyện với nhau một cách rất là thoải mái. Nên mọi người cũng sẵn sàng chia sẻ và đặt câu hỏi cho em luôn. Doanh thu của tour đầu tiên có nhiều không? Cái tour đầu tiên là mỗi người tham gia là sẽ phải mất 50.000 để được trải nghiệm.
và có 5 anh chị là em tour đấy là em có được 250.000 cho tour đầu tiên. Quá tuyệt vời. Mà còn vượt kỳ vọng của mình rồi đúng không? Dạ vâng. Tính đến bây giờ thì em và các bạn đã mở được bao nhiêu tour du lịch online rồi? Chết rồi, nhiều quá, bây giờ em cũng không nhớ. Mỗi tuần thì em chỉ tổ chức một tour theo lịch trình có sẵn thôi. Và một tháng thì trung bình em tổ chức khoảng 4 tour. Và chắc là số lượng khách của mỗi một tour của em sau này đã tăng lên. Dạ vâng, trong các tour tiếp theo thì số lượng khách tăng lên trung bình khoảng 10 đến 15 khách cho một tour đó. Nghe Hướng kể thì chị thấy là bọn em đang là một ekip làm việc với nhau cực kỳ ăn ý. Mà giới trẻ bọn em hay gọi là kiểu dream team ấy, một cái team mà rất là mơ ước, rất là hoàn hảo. Và đó cũng là lý do để giúp chị hiểu là tại sao các em lại có được những clip rất là hay này, những tour du lịch thú vị, kịch bản luôn đổi mới, có được kênh YouTube, có được những cái trang fanpage với nội dung rất là phong phú. Bây giờ thì chị mời Hướng cùng nhìn lại. Hùng Minh cũng muốn mời quý vị khán giả cùng tới thăm để xem là kênh YouTube và fanpage của các bạn ấy có những nội dung gì nhé. Thinh Sapa, Thinh Local, thông điệp nhẹ nhàng nhưng là kim chỉ nam cho những mục tiêu hành động của cô gái nhỏ nhắn Vũ Thị Ngọc Hướng. Những clip đầu tiên của Hướng làm kể những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình một cách đầy tự hào. Để xưa sau, tăng mày, tăng tua, tăng bò, tó xăm do bìn, bò bìn bè liều to tì, để xưa tăng văn ọc, tăng xưa tăng văn tọc, bò bìn bè tàm ban lá, bò bìn bè há ban cân. Clip làm công phu có phụ đề cả bằng tiếng Kinh, tiếng Anh và đọc bằng tiếng Sáy. Rồi những trải nghiệm hát tiếng Sáy, làm bánh chưng đen, mâm cơm cúng của người dân tộc Sáy, cách đội khăn của người Sáy. Những câu chuyện văn hóa được mở rộng dần ra với những bài hát của người Mông, cách tắm lá của người Dao và trải nghiệm ở những bản làng xa tắp. Tình yêu quê hương của những cô gái trẻ Sapa đã được thể hiện thành hành động, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Họ đã và đang đưa những giá trị văn hóa của Sapa đến với cộng đồng, với những người yêu du lịch và thích được khám phá văn hóa. Em nghĩ rằng điều gì khiến cho mọi người cảm thấy hào hứng và bị cuốn hút bởi những clip của các em? Em nghĩ cái việc đầu tiên đó chính là nội dung. Nội dung mà chúng em đưa ra đều là những nội dung mà khác biệt và mọi người sẽ không thể tìm được ở đâu cả. Bởi vì đấy là góc nhìn của những người bản địa và đấy là những cái nét đẹp về văn hóa mà bọn em là những người hiểu rõ nhất. Và khi mà bọn em lại là trực tiếp chia sẻ những cái giá trị đó tới mọi người thì khiến cho mọi người cảm thấy rất là thu hút. Chia sẻ thêm về câu chuyện các em làm những clip du lịch thì ban đầu chị thấy em nói rất là nhiều về người dân tộc Dáy. Như lúc trước mình có chia sẻ hình như là chiếm khoảng tầm 2% dân số ở Sapa đúng không? Dạ. Nhưng về sau chị còn thấy em mở rộng ra cái mảng nội dung và hướng tới những người dân ở những dân tộc khác nữa. Vì sao em lại quyết định mở rộng cái phạm vi đề tài của mình như vậy? Dạ vâng, thật ra là em có một cái định hướng cho cái kế hoạch trong tương lai. Đó chính là em muốn thành lập ra một cái doanh nghiệp mà trong đó là có sự tham gia của các bạn là người dân tộc thiểu số ở Sapa. Và đặc biệt là sẽ thành lập ra một nhóm các bạn người hướng dẫn viên bản địa mà để các bạn ấy có thể, thứ nhất là có thể tạo sinh kế cho các bạn ấy, là các bạn vẫn có một nguồn thu nhập không chỉ là từ cái tour offline mà có thể là từ tour online nữa. Và ngoài ra các bạn cũng sẽ có cơ hội để nhìn lại và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của dân tộc mình và quảng bá cái văn hóa đó cho du khách. Và song song với việc tạo sinh kế cho các bạn hướng dẫn viên người bản địa thì em còn mong là thông qua những cái tour trải nghiệm thì em giúp cho người dân là có thể bán được cái nông sản của mình này, có thể sử dụng, vận dụng được những cái nét đẹp về văn hóa của dân tộc mình vào làm du lịch và có một nguồn thu nhập sẽ ổn định hơn và nhẹ nhàng hơn. Trong các tour của em thì ví dụ em đến một địa điểm chẳng hạn thì bạn hướng dẫn viên cũng là người bản địa, có thể bạn ấy là người Mông hoặc người Dao. Ví dụ cái tour đó là về âm nhạc của người Mông thì em sẽ mời bạn người Mông bạn ấy dẫn thì nó sẽ phù hợp hơn và bạn sẽ hiểu rõ về dân tộc của mình. Và đồng thời bọn em cũng sẽ tổ chức tại nhà của người Mông luôn và sẽ mời các bạn hoặc các bác là những người mà hiểu về âm nhạc người Mông và thể hiện luôn. Và mặc dù là cái nguồn kinh phí của bọn em cũng rất là hạn hẹp thôi, nhưng mà bọn em sẽ có một cái khoản nhỏ nhỏ để hỗ trợ cho người dân, để mọi người cũng
cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn trong cái thời gian Covid như thế này. Cái mục đích thứ hai đó chính là gìn giữ và quảng bá cái văn hóa của mình và văn hóa của địa phương tới nhiều du khách biết hơn. Và cái mục đích cuối cùng mà em thấy là nó rất là hữu ích đó chính là giúp cho du khách có cơ hội có thể là đi du lịch nhiều hơn trong một năm, không chỉ là trong giai đoạn Covid mà còn sau Covid nữa. Khi mà tổ chức các tour online như thế này thì du khách sẽ được tương tác trực tiếp với cả hướng dẫn viên và người bản địa, và mọi người sẽ cảm thấy là được giải trí và vui vẻ hơn. Và cái việc tổ chức tour online như thế này thì cũng giúp cho mọi người được đi du lịch nhiều hơn, thay vì là sẽ phải lên kế hoạch dài hạn này, dành nhiều chi phí này, thời gian để trải nghiệm những cái điều đó. Đấy là những cái mục đích khi mà em tổ chức và thành lập ra các nhóm bạn, để mỗi người, mỗi bạn sẽ có những cái sắc màu riêng của mình, và du khách cũng sẽ có những cái cảm nhận thật là vui vẻ, thật là đa dạng về cái du lịch Sapa. Và đặc biệt hơn là sau khi hết Covid, mọi người đã có sẵn có một cái tinh thần, một cái lượng thông tin nhất định về du lịch Sapa rồi. Mọi người chỉ cần đi trải nghiệm thôi, mọi người sẽ cảm thấy thú vị hơn rất là nhiều so với việc là mình đọc thông tin rất là ít và thông tin chung ở trên mạng. Ngoài ước mơ có thể phát triển hoạt động du lịch trải nghiệm địa phương từ góc nhìn của người địa phương, mang đến những cái điểm khám phá rất là độc đáo cho du khách, thì Hướng còn có những cái ấp ủ, những cái ước mơ, những cái dự định nào khác nữa? Thật ra nói về ước mơ thì em có rất là nhiều ước mơ. Cái ước mơ đầu tiên của em mà từ xưa đến giờ đó chính là ước mơ được đi du lịch, được đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn ước mơ khác hơn đó chính là trong năm tới em hy vọng là có thể hoàn thiện được cái mô hình kinh doanh của mình và hoàn thiện được cái doanh nghiệp của mình để có thể giúp đỡ cho nhiều bạn hơn, mọi người cùng làm trong cái doanh nghiệp đó và đưa cái vẻ đẹp của Sapa tới mọi người nhiều hơn. Và trong thời gian vừa rồi thì chúng em cũng có đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp và cũng may mắn là được giải. Và trong quá trình mà bọn em tham gia cuộc thi đó thì bọn em cũng được học rất là nhiều điều, học cách kinh doanh như thế nào, học cách truyền thông như thế nào, và học và kết nối được rất là nhiều anh chị, rồi là mọi người làm cùng trong lĩnh vực và lĩnh vực khác nữa. Đấy là định hướng của chúng em và hy vọng là trong năm tới là bọn em có thể đạt được những cái mục tiêu đó. Thật là tuyệt vời, một dấu like thật là to dành cho em. Chị tin là với tất cả sự thông minh đó này, sự nhạy cảm, sự nhiệt huyết của các em, cũng như cái tình yêu rất là trong sáng, rất là thuần khiết mà các em đang dành cho Sapa, thì dự án về du lịch trải nghiệm của các em sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện của một cô gái và nhóm bạn khi thực hiện những cái dịch vụ du lịch online. Hồng Minh hy vọng là những cái tình cảm, tình yêu mà các bạn ấy gửi cho du lịch online và tình cảm dành cho du khách sẽ được truyền tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Phụ nữ là để yêu thương ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.